Cao Thái Sơn lộ hình xăm kỳ lạ, Hòa Minzy khoe ảnh bầu 7 tháng khiến netizen trầm trồ. Cao Thái Sơn là một trong những ca sĩ nổi tiếng quen thuộc với thế hệ 8X, 9X. Bên cạnh khả năng ca hát tốt, Cao Thái Sơn còn được biết đến với đời tư lắm thị phi. Anh không ít lần bị nêu tên rùm beng trên báo chí cùng loạt phát ngôn gây sốc khiến nhiều người ngán ngẩm. Sở hữu body cơ múi khá săn chắc, Cao Thái Sơn thường xuyên cởi áo phô diễn hình thể của mình lên mạng xã hội. Mới đây nhất, nam ca sĩ còn khiến netizen nháo nhào khi tung ảnh mặc độc quần lót khoe body hừng hực. Có thể thấy nhờ chăm chỉ tập luyện, Cao Thái Sơn có được vóc dáng khỏe khoắn, cơ múi đầy đủ. Làn da ngăm đen cũng là điểm giúp Cao Thái Sơn thêm phần nam tính cuốn hút. Nỗ lực thay đổi mỗi ngày không phải để tìm người yêu mới mà là hoàn thiện chính bản thân mình. Nhưng vẫn còn gầy trơ xương sườn, Cao Thái Sơn viết. Ngay lập tức, hình ảnh bỏng mắt của Cao Thái Sơn đã rơi vào tầm ngắm của Minh Quân. Xoay được hình xăm kín của đàn em, Minh Quân liền bông đùa một câu khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt, xăm cơ à. Thấy vậy, Cao Thái Sơn phản hồi giải thích về ý nghĩa hình xăm. Xăm tay người yêu cũ xong chia tay luôn anh ạ, giải thế cơ chứ. Khiến Minh Quân tiếp tục chọc kẹo, xăm đè tay người yêu mới lên vậy. Màn tương tác của hai nam ca sĩ khiến nhiều dân mạng nhảy vào bàn tán. Trái ngược với động thái khoe ảnh body nóng bỏng của Cao Thái Sơn, mới đây Hòa Minzy tung ảnh lúc bầu bé bò 7 tháng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Dù ở những tháng cuối của thai kỳ, nhan sắc mại bỉm vẫn vô cùng tươi tắn rạng rỡ. Trong thời gian mang bầu con trai đầu lòng, Hòa Minzy thường xuyên mặc những chiếc váy to để giấu bụng nên không ai nhận ra nữ ca sĩ đã có thai. Khi bé bò tròn 1 tuổi, nữ ca sĩ mới thoải mái công khai hình ảnh nhóc tì trên mạng xã hội. Ở dưới phần bình luận, nhiều dân mạng trầm trồ xích xoa khen ngợi vẻ đẹp của Hòa Minzy. Trước đó, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nữ ca sĩ Hòa Minzy tung hàng loạt ảnh vết rạn chằng chịt hậu mang thai và sinh nở. Trong quá trình mang thai, Hòa Minzy cho biết cô tăng đến 15kg, gây ra những vết rạn chằng chịt đầy bụng. Tuy nhiên, giọng ca rồi bỏ vẫn rất tự hào với những vết rạn này. Cô viết, mẹ hạnh phúc khi có bo và hạnh phúc luôn với những vết rạn, tự tin nào các mẹ bỉm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chia sẻ thêm, hình ảnh cô chụp chỉ là phần trên, hiện giờ có mờ đi chút cộng thêm chỉnh màu mới được như vậy. Lúc mình bầu có 41kg, tăng 15kg mà không vào mẹ tí nào, vẫn gầy trơ xương ấy. Da mình mỏng gân xanh nên rạn nặng lắm. Tuy những vết rạn da sau sinh vẫn còn hiển hiện trên cơ thể, nhưng Hòa Minzy cũng rất tự hào vì đó là minh chứng rõ ràng của một sinh linh đã nằm trong bụng cô 9 tháng 10 ngày trước khi chào đời. Cô cho biết vì vẫn ý định sinh thêm con nên sẽ giữ nguyên các vết rạn trên cơ thể. Lần đầu khoe những hình ảnh như thế này, Hòa Minzy cũng lo sẽ gây sợ hãi cho các bạn chưa mang bầu. Thế nhưng nữ ca sĩ vẫn muốn chia sẻ sự hy sinh và những thiệt thòi mà các bà bỉm phải chịu. Ngay sau khi Hòa Minzy đăng tải loạt ảnh rạn da nặng sau sinh, nhiều nghệ sĩ và khán giả không khỏi xúc động và thán phục trước những khó khăn mà một người mẹ phải trải qua. Về phía ông xã của nữ ca sĩ, doanh nhân Minh Hải có dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào. Theo đó, trên Facebook cá nhân, chồng Hòa Minzy chia sẻ lại bài đăng của vợ và viết: "Không sao vẫn đẹp, nét đẹp thiêng liêng, bố vẫn yêu, ok là." Dân tình nghe xong xỉu ngang xỉu dọc, thấy ê cả răng vì lời nói ngọt lịm này. Qua những chia sẻ trên có thể thấy doanh nhân Minh Hải là một người chồng tâm lý và tình yêu mà anh dành cho vợ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Điều thiêng liêng nhất của một người phụ nữ là được làm mẹ và hạnh phúc hơn khi có một người đầu ấp tay gối yêu thương và chia sẻ với vợ như thế này. Trước đây, chồng Hòa Minzy tâm sự, tình yêu của vợ chồng anh ngày còn son rỗi rất đẹp. Hiện tại do bận bịu với con nhỏ, họ không còn nhiều thời gian tung tăng riêng tư như trước, nhưng luôn hướng về nhau, cùng cố gắng vun đắp cho tổ ấm.